Các nhân chứng cho biết, quân đội Israel đã rút khỏi bệnh viện Al-Shifa ở Gaza sau cuộc đột kích đẫm máu kéo dài hai tuần để săn lùng các chiến binh Hamas, để lại sự hủy diệt hoàn toàn, từ khí tràn ngập không khí quanh khu vực này. Bệnh viện Al-Shifa lần đầu tiên bị lực lượng phòng vệ Israel, IDF, đột kích vào ngày 18 tháng 3 sau khi họ tuyên bố đã thu thập được thông tin tình báo rằng Hamas đang sử dụng cơ sở này làm căn cứ để tiến hành các cuộc tấn công mới nhắm vào Israel. Chỉ một ngày sau, 19 tháng 3, Quân đội Israel cho biết họ đã tiêu diệt hơn 50 chiến binh Hamas tại bệnh viện lớn nhất giải Gaza, nằm ở phía Bắc Rimu. Đến ngày 1 tháng 4, Israel cho biết lực lượng quân đội nước này đã rút khỏi bệnh viện Al-Sifa ở giải Gaza sau cuộc đột kích đẫm máu kéo dài 2 tuần để săn lùng các chiến binh Hamas. Dạng sáng thứ hai, hàng trăm người đã đổ xô đến khu vực này sau khi IDF rút quân và tìm thấy các thi thể nằm giải rác giữa đống đổ nát cả bên trong lẫn bên ngoài các bức tường của bệnh viện. Từ khí tràn ngập khắp nơi, một y tá tại bệnh viện nói với Al Jazeera. Những gì đã xảy ra với chúng tôi là không thể diễn tả được. Một người đàn ông tên là Mohammed cũng mô tả cảnh tượng hủy diệt hoàn toàn ở bệnh viện Al Shifa sau khi Israel rút quân. Theo đó, các tòa nhà đã bị hư hại nghiêm trọng do hỏa hoạn, bao gồm những cửa sổ bị thổi bay và các bức tường của tòa nhà bị cháy thành than. Mohammed nhìn quanh thấy 6 thi thể, trong đó có 2 thi thể ở sân bệnh viện. Các nhân chứng người Palestine nhìn chung mô tả Binh lính Israel đã để lại một vùng tàn phá rộng lớn sau cuộc đột kích. Một nhân chứng cho biết vẫn còn bệnh nhân, nhân viên y tế và người dân đang trú ẩn bên trong bệnh viện nhưng một số bệnh nhân nặng đã được đưa đến bệnh viện Ali gần đó. Trong khi đó, Israel giải thích rằng việc truy quét các tay súng Hamas tại bệnh viện Al-Sifa là nhằm ngăn ngừa tổn hại cho dân thường, bệnh nhân và đội ngũ y tế. Phía Israel xác nhận hàng chục thành viên cấp cao của Hamas và các tay súng đã bị thiệt mạng binh lính Israel cũng như thu giữ nhiều vũ khí và tài liệu có giá trị của Hamas. Quân đội Israel mô tả cuộc đột kích là một trong những hoạt động thành công nhất trong cuộc chiến kéo dài gần 6 tháng với Hamas. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết, tổng cộng hơn 200 tay súng đã bị tiêu diệt trong cuộc đột kích kéo dài 2 tuần. Ông ca ngợi những nỗ lực của IDF trong việc tiêu diệt kẻ thù của Israel trong hang ổ của Hamas, đồng thời ca ngợi cuộc tấn công bất ngờ chính xác của binh sĩ Israel. Về phần mình, Hamas nhiều lần phủ nhận việc sử dụng các bệnh viện, địa điểm y tế để thực hiện các hoạt động quân sự. Trong khi đó, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới, WHO, cho biết trên X, trước đây gọi là Twitter vào chủ nhật rằng 21 bệnh nhân được cho là đã chết trong bệnh viện bị bao vây. Ngoài ra, 107 bệnh nhân đang bị giam giữ trong tình trạng thiếu sự chăm sóc, hỗ trợ y tế. Tình hình thật không thể diễn tả được. Sự chiếm đóng của Israel đã phá hủy mọi ý nghĩa của cuộc sống ở đây, một người dân địa phương tên là Yahya Abu Al cho biết. Quân đội Israel trước đó đã đột kích bệnh viện Al-Sifa vào tháng 11, sau khi tuyên bố Hamas đã thiết lập một trung tâm chỉ huy bên trong và bên dưới bệnh viện. Sau cuộc đột kích, Israel tuyên bố tìm thấy một đường hầm chạy bên dưới bệnh viện dẫn đến một số căn phòng bí mật. Theo thống kê của cơ quan y tế Gaza, kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu, đã có trên 32.000 người ở Gaza thiệt mạng và ít nhất 74.000 người khác bị thương trong đó phụ nữ và trẻ em chiếm 2 phần 3 số người thiệt mạng. Chiến tranh cũng đã khiến phần lớn dân số trên lãnh thổ phải di rời và đẩy 1 phần 3 cư dân đến bờ vực nạn đói. Khu vực phía Bắc Gaza, nơi có bệnh viện al Shifa, đã bị tàn phá nặng nề và bị cô lập kể từ tháng 10 năm 2023. Mỹ gửi loạt vũ khí chết chóc cho Israel giữa lo sợ theo AV tấn công pháo đài cuối cùng của Hamas. Mỹ vừa cho phép chuyển hơn 2.000 quả bom và 25 chiến đấu cơ tối tân F-35 trị giá hàng tỷ đô la Mỹ cho đồng minh Israel giữa lo sợ theo Avi sắp tấn công Rafah, pháo đài cuối cùng của Hamas ở Gaza. Mỹ gửi loạt vũ khí chết chóc cho Israel. Chính quyền Joe Biden đã cho phép chuyển thêm bom và máy bay chiến đấu trị giá hàng tỷ đô la Mỹ cho Israel bất chấp việc Mỹ bày tỏ lo ngại về một cuộc tấn công quân sự sắp tới của đồng minh ruột vào Rafah nơi được xem là pháo đài cuối cùng của Hamas ở Gaza chưa bị lực lượng trên bộ của Israel tấn công. Số vũ khí mới Mỹ chuyển cho Israel bao gồm hơn 1.800 quả bom MK-84 và 500 quả bom MK-82-500 cùng với 25 chiếc chiến đấu cơ F-35. Đây là một phần của gói vũ khí lớn hơn vốn đã được Quốc hội Mỹ phê duyệt từ lâu, The Washington Post đưa tin. Mỹ thường viện trợ quân sự hàng năm cho Israel, đồng minh lâu năm của nước này, trị giá 3,8 tỷ đô la Mỹ. Nhà Trắng không trả lời yêu cầu bình luận về việc chuyển giao vũ khí cho Israel. Đại sứ quán Israel tại Washington cũng không bình luận về vấn đề này. Gói vũ khí này được chuyển giao trong bối cảnh Israel đang phải đối mặt với sự chỉ trích của quốc tế về cuộc tấn công chết người ở giải Gaza nhằm đáp trả cuộc đột kích của Hamas vào miền nam Israel ngày 7 tháng 10 năm ngoái. Theo Bộ Y tế Palestine, hơn 32.000 người đã chết ở Gaza cho đến nay do chiến dịch trả thù của Israel. Động thái này cũng diễn ra sau khi Mỹ ngày 25 tháng 3 bỏ phiếu trắng về nghị quyết kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức ở Gaza, dưới lên sự chỉ trích của Theo Avi. Một số thành viên Đảng Dân Chủ đã kêu gọi Tổng thống Joe Biden cắt viện trợ quân sự của Mỹ cho Israel. Israel tấn công Lebanon làm bị thương nhiều quan sát viên Liên Hợp Quốc. Trong một diễn biến liên quan, Reuters ngày 30 tháng 3 trích dẫn tuyên bố của Phái đoàn gìn giữ Hòa bình Liên Hợp Quốc cho biết, Ba quan sát viên của liên hợp quốc và một phiên dịch viên đã bị thương hôm nay khi một quả đạn nổ gần họ khi họ đang thực hiện một cuộc tuần tra ở miền Nam Lebanon, phái đoàn gìn giữ hòa bình liên hợp. Quốc tiết lộ thêm rằng họ vẫn đang điều tra nguồn gốc của vụ nổ đồng thời tuyên bố rằng việc nhắm mục tiêu vào lực lượng gìn giữ hòa bình là không thể chấp nhận được. Hai nguồn tin an ninh trước đó nói với Reuters rằng các quan sát viên liên hợp quốc đã bị thương trong một cuộc tấn công của Israel vào Lebanon. Quân đội Israel phủ nhận có liên quan đến vụ việc và tuyên bố Trái ngược với các báo cáo, quân đội Israel không tấn công một chiếc xe của lực lượng lâm thời Liên hợp quốc tại Lebanon, Unifin, ở khu vực Ramle sáng nay. Các nguồn tin an ninh cho biết vụ việc xảy ra bên ngoài thị trấn biên giới Ramle. Một trong những nguồn tin an ninh cho biết chiếc xe chở ba quan sát viên kỹ thuật của Liên hợp quốc và một phiên dịch viên người Lebanon. Thị trưởng Ramle, Milan Alam, nói với Reuters rằng ông đã nói chuyện với người phiên dịch và xác nhận tình trạng của ông ổn định. Israel đã giao tranh với nhóm vũ trang Hezbollah của Lebanon ở miền nam Lebanon trong gần 6 tháng song song với cuộc chiến với Hamas ở Gaza. Cuộc pháo kích của Israel vào Lebanon đã giết chết gần 270 chiến binh Hezbollah, nhưng cũng giết chết khoảng 50 thường dân, bao gồm trẻ em, nhân viên y tế và nhà báo. Các cuộc tấn công của Israel đôi khi bị cáo buộc nhắm cả vào UNIFIL và quân đội Lebanon. Phái đoàn quan sát viên kỹ thuật của Liên Hợp Quốc, không được vũ trang và được gọi là UNTSO, làm nhiệm vụ giám sát đường phân giới giữa Lebanon và Israel. Trong khi đó UNIFIL là một sứ mệnh gìn giữ hòa bình có vũ trang của Liên hợp quốc